Theo Nghị quyết số 84 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020. Để được áp dụng chính sách này, người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, giấy đề nghị, quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Căn cứ hồ sơ do người thuê đất nộp, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất.